Nhà sư xuống núi con rồng, đẩy ta bà với nắng hồng non cao. Dáng xưa thanh thoát cánh bào, giọt sương trăng đồng hôm nào lung linh. Thi phẩm xuống núi con rồng, tác giả Minh Đức, Triều Tâm Ảnh. Bài thơ này sư Ôn viết để tặng sư Bửu Đức, qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sang. Nhà sư xuống núi con rồng, đẩy ta bà với nắng hồng non cao. Giáng xưa thanh thoát cánh bào, giò sương trăng đồng hôm nào lung linh. Nhà sư riêng một bóng mình, đổ dài sông rộng phù sinh nẻo à đời. Buông tay đại trường bồi hồi, đường mây tĩnh lặng nụ cười. Nhà sư xuống núi con rồng, kinh thư chợt hiện giữa lòng cỏ. Ô hay trong hạt trần xa, nỗi kia niềm nọ vỡ nhà sư xuống núi như giường, dáng gầy hạc nổi bay vương hương chiều. Xin chào non lạnh có liêu, xin chào trời đất còn nhiều hồng hoang. Nhà sư một mảnh mây vàng, chân cao đạp sóng thanh thang bên bờ. Phương Tây nằm ngủ con đò, bốn bề bát ngát trang thơ chẳng lời. Nhà sư xuống núi trăm đời, bỏ quên đi bác con người, còn người trắng treo.
vắng tiếng chèo.